Tại sao không đi kiếm việc tử tế mà làm lông ba lông bông? Cọc là 5 triệu mà giờ chả có hết đâu. Vinh Vinh, ra đây biểu cái coi. Nhà tao là nhà sang trọng, quy định là như vậy, cậu làm không đúng thì cậu phải chịu thôi. Xe của em bị mất rồi. Chị có thấy ai chạy chiếc xe clip của em qua đây không? Anh có thấy không anh? Anh có thấy không? Trời ơi. Cái nhà này á là tôi cho hai vợ chồng đó thuê, cọc là 5 triệu mà giờ chả có hết đâu. Anh ơi, anh làm ơn kiếm chiếc xe giùm em. Chứ bây giờ em không có xe để đi học đi làm hết anh. Cô cứ bình tĩnh. Vợ chồng cô ta nói tôi là để ba lô ở chỗ quy định. Trời ơi, giờ nó lắm chiêu trò thiệt cái chứ. Quá tinh vi luôn á. Má mới về. Nè, nè, ngồi đây. Từ sáng đi đâu vậy? Lo mà xin việc tử tế mà làm đi. Lông ba lông bông, không ra cái thể thống cống rãnh gì hết á. Trời, cống rãnh mà má cũng đem vô nhà được nữa. Mấy cái chuyện công việc của con á, má đừng có lo. Con có định hướng riêng của mình hết. Sao? Định hướng riêng sao? Nói tôi nghe. Thì có gì đâu, nói nghe thì cũng làm thám tư dạo. Trời trời trời. Nè, thôi dẹp đi. Ở đây, tôi đi nấu cơm. Ngày mai đi tìm việc cho tôi nha. Tôi xuống nấu cơm đây. Trời, em bị gì trời? Chào anh chị. Ủa, anh chị thuê nhà này hay mua vậy? Nhà này là tôi thuê. Cô chắc là người trong xóm này hả? Dạ, tôi ở đây nè, đó cái nhà bự bự đằng đó đó. Dạ, ăn lớn quá anh chị ha. Nhà to, chắc lâu cũng mệt lắm đó nha dạ. Chị. Mà sẵn cô là người ở đây, thì cô cũng biết mà. Nhờ cô giới thiệu giúp giùm một người nào mà người ta cần giúp việc theo giờ đó. Ha. Trời, mướn ai chị? Mướn tôi nè, 20 năm kinh nghiệm. Trời ơi, cơm sạch sẽ gọn gàng, chuẩn cơm mẹ nấu luôn á. Cô thì chắc chắn là đầy kinh nghiệm rồi đó. Dạ. Nhưng mà chắc cô cũng quá tuổi lao động rồi. Nếu mà tụi tôi nhờ đến cô thì sợ công an nó hỏi thăm. Ôi vậy, sẵn giúp tụi cô giúp giùm luôn là cô tìm giùm cái người nào mà trẻ trẻ còn trong độ tuổi lao động đó. Nhưng mà nhìn cho nó sáng sủa hơn chút. Tại vì tụi tôi đi là dân mừng ăn mà. Khách ra vô toàn là dân sang trọng không à. Cô cũng thông cảm. Thôi rồi rồi, tôi giới thiệu cho một người này ha. Rất là sáng sủa. Vậy thì tốt quá. Không những tôi nói nè, sáng sủa, trưa sủa, thậm chí tối sủa luôn. Cô vui tính thiệt á. Nhưng mà giờ cô dặn cái người đó đó, đầu giờ chiều mai hả tới nha. Dạ. Tại vì buổi sáng á, thì tôi cũng còn kẹt một vài công chuyện á. Dạ. Không có nhà. Thôi được rồi, có gì trưa mai tôi dẫn tôi tới ha. Dạ. Chào anh chị, tôi về ha. Chào cô. Cảm ơn cô. Thôi mình đi em. Chú ơi, má anh kêu qua đây xin phụ giúp về nhà vậy chứ. Cậu này tới làm việc nè bà. Trời ơi, nhà của cô chú sàn dữ. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi vô lấy nước nha bà. Dạ. Nhà cậu gần đây không? Dạ, nhà con cái bên này nè cô. Mà con nghe má nói hình như là cô đang cần người giúp việc theo giờ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi nhìn thấy cậu là bảnh bao sáng sủa lắm á. Sao không tìm việc khác mà làm, lại đi xin làm giúp việc? À, việc nào thì nó cũng là việc cô ơi. Trong cái thời buổi bây giờ có làm thì mình mới có ăn, chứ không làm mà được ăn thì chỉ có ăn đất cơ, cặp đất mà ăn.
Đẹp trai như cậu mà có cái suy nghĩ như vậy cũng hơi bị hiếm đó. Nhưng mà cậu liệu có làm nổi không? À, cô yên tâm, nhà con có một mình con trai à. Bao nhiêu công việc má con kêu con làm hết trơn. Ba này dễ lắm. Mà con hỏi cô một cái à, tới nhị, ví dụ mình làm thì lương bổng mình tính sao? Thì thường thường giá trung bình người ta thuê người giúp việc theo giờ là 20 ngàn một tiếng. Ở đây thì tôi thuê cậu là 25 ngàn một tiếng, được không? Nhưng ý là mình nhận được trong ngày luôn. Thì thường thường là người ta trả theo tháng mà. Ồ, thôi nhưng mà con làm gấp 5 gấp 10 là người ta. Nên con không có câu giờ mà để tính tiền thêm đâu, bác yên tâm. Trả trong ngày cho con luôn đi. Ồ. Uống nước đi cậu. Dạ dạ. À, thôi cũng được. À, ngày mai tới làm liền được không? Dạ được chứ, mai làm luôn, mai làm luôn. Cậu bỏ ba lô ngay ghế đó đi rồi cậu làm. À, trời ơi, nhà cô chú sạch sẵn à, con làm một cái là xong ngay. Bà ơi, đi bà ơi, coi chừng trễ giờ đó. Ừ thì ông ra trước rồi tôi ra liền đó. Rồi để ba lô đó làm đi nha ông, dạ, tôi dạ, đi dạ. Chút. Cái gì cô chú? Cháy nhà hả? Cháy cái gì cháy? Cháy nhà mày á? Chết đó, con đi về mới được. Cháy cái gì mà cháy? Mà tao nói mày rồi á, nhà tao á là nhà sang trọng. Mày đi làm á, mày đi cái xe đạp cà quen này. Rồi á, khách khứa tao họ tới á, họ thấy rồi sao? Hả? Nè, ngày mai á là không có đi xe đạp nữa nha không? Ơi, con tưởng chuyện gì? Thì tại dạo này bụng con nó hơi bự nè, nên con định đi xe đạp cho giảm mỡ. Mà thôi bây giờ nếu mà cô chú không chịu thì thôi mời con đi xe khác. Trời ơi, dăm ba xe này nhà con Diễm có, xe hơi có luôn. Thôi thôi thôi, chú không cần xe hơi đâu con. Con đi cái xe mà tay ga gì hôm bữa đó là được rồi. Đừng đi cái xe này, hoèn quá. Đẹp trai như chú mày á, mà đi xe đạp á thì nó kém sang, hiểu không? À, chạy vậy thôi, cô chú vô nhà đi. Ừ, thôi làm gì làm đi con, đi vô nghỉ bơi. Hả Vinh? Dạ đúng rồi. Thôi để xe vô đi. Dạ. Tới rồi hả? Dạ. À, chào cô chú. Ủa hay cô chú định đi đâu à? À cô chú ra ngoài có chuyện chút. À, lên trển nó dọn dẹp ở trên lầu đi nha. Một chút quá có khách tới người ta chơi người ta lên người ta nghỉ ngơi nữa nghe không? Dạ dạ dạ. À, chờ chị thôi để con lên làm liền. Ừ. Dạ rồi. Ờ, con lên. Làm việc vui vẻ quá Phạm nha con. Dạ. Chìa khóa đây nè. Hành vi phạm pháp của mấy người đã bị tôi phát hiện rồi. Cái nhà này á là tôi cho hai vợ chồng đó thuê. Hôm trước tôi nghe thấy mẹ tôi xem đoạn video đưa tin lừa đảo nên tôi đã bắt đầu đề phòng hành vi khả nghi trong khu vực. Ngày hôm sau, mẹ tôi đi trở về gặp hai người lạ mới chuyển đến trong xóm. Nhờ cô giới thiệu giúp giùm một người nào mà người ta cần giúp việc theo giờ đó. Nhưng mà nhìn cái mặt cho nó sáng sủa một chút. Khi biết hai người đang cần người giúp việc trẻ tuổi, mẹ tôi đã về kêu tôi đi làm. Tao hỏi người ta rồi đó. Bên kia kìa, người ta đang cần người giúp việc đó. Ngày mai mày qua đó mày làm. Thôi má ơi, má để con làm thám tử dạo đi. Má không thấy hôm qua má coi cái vụ lừa đảo trên điện thoại hả? Đâu phải đương không mà con làm thám tử dạo. Con của má rất là có ích. Tao không nói nhiều. Ngày mai mày qua đó mày làm đi. Mày không đi làm á, mày đừng có về cái nhà này nữa. Dạ được rồi, ngày mai sẽ con đi làm cho má vui nha. Nằm xuống đi. Gì đâu mà nóng tánh hả? Khi tôi đi xe tay ga của mẹ qua xin việc, ông đã tỏ thái độ quan sát dò xét tôi. Và bà thì đặc biệt chú ý đến chiếc xe của tôi để ngoài sân.
Tôi nghi ngờ hai người có ý đồ không tốt nên ngày hôm sau tôi đã cố tình đi bằng xe đạp để thử hai người. Đúng như dự đoán, hai người đã trở mặt và trở nên gay gắt với tôi, bắt tôi phải đi làm bằng xe đắt tiền. Hôm nay làm bằng xe đạp tôi trừ bớt lương. Trời ơi, con đi làm xe đạp con cũng dọn nhà đàng hoàng bộ, xe đạp nó có dọn đâu. Quy định là như vậy, cậu làm không đúng thì cậu phải chịu thôi. Cho con chụp tấm hình đi. Chụp cái gì mà chụp? Chụp về cho má con coi, để thôi bà nói con không đi làm. Vậy nha, cảm ơn cô. Bà luôn tỏ ra vẻ quý phái nhưng thẳng tay chặn tiền công của tôi chỉ vì tôi đi xe đạp. Tôi đã nhanh tay chụp ảnh bà, rồi lập tức liên lạc với công an để gặp được nạn nhân của vụ lừa đảo hôm trước. Vợ chồng cô ta nói tôi là để ba lô ở chỗ quy định, nhưng mà khi xuống tôi không thấy chiếc ba lô đâu hết, mà chiếc xe ngoài sân cũng bốc hơi luôn. Khi tôi đưa tấm ảnh hình chụp với bà, cô gái này xác nhận hai người đúng là thủ phạm đã lừa đảo và ăn cắp tài sản của cô ấy. Ngày hôm sau tôi đi xe tay ga đắt tiền và mang nhiều tiền mặt trong người để dụ dỗ các người vào trong. Lên trển nó dọn dẹp ở trên lầu đi nha. Dạ chị, thôi để con lên làm liền. Các người đã lộ mặt thật và bắt đầu giở trò trộm cắp, lục lọi ba lô của tôi để lấy ví tiền và chìa khóa xe máy. Bằng chứng đâu? Tôi đã quay lại toàn bộ hành vi của các người để làm bằng chứng và ra hiệu cho công an mai phục ngoài cửa trước để tiến hành bắt giữ các người tại trận. Cô còn chối nữa hả? Mời hai người thấy tôi quay phong. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Hiện nay một số đối tượng giả mạo tuyển dụng người giúp việc đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cần tìm hiểu kỹ các thông tin về chủ nhà trước khi nhận việc và hạn chế mang theo nhiều tài sản giá trị để tránh trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo. Nếu phát hiện các đối tượng khả nghi xuất hiện trong khu vực, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tiến hành điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi xin giúp các bạn tránh xa những nguy hiểm.